Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân xã Phước Hưng, huyện Long Điền tổ chức chương trình công tác dân vận cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo. Cán bộ chiến sĩ đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 đã tuyên truyền luật cảnh sát biển và pháp luật phòng chống ma túy đến với cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn xã Phước Hưng, hướng dẫn người dân cách nhận biết các loại ma túy và thủ đoạn của tội phạm. Bảo hiểm xã hội huyện Long Điền đã tuyên truyền một số nội dung về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình đến với người dân. Dịp này, đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 cùng chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã trao tặng 10 thẻ bảo hiểm y tế, 150 cờ tổ quốc và 150 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình dân tộc, tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã Phước Hưng.